Đây, cháu định làm chỗ này đấy à? Vâng. Ôi, đưa ba để ba lấy thức ăn cho nào. Thank you.
đứa dọn chuồng gà đấy à? Vâng. Là... cháu định làm chỗ này đấy à? Vâng. Sân sân ở đây cho gà chân chơi ạ. À, sân đây cho gà chơi gì? Vâng. Con gà. Cái chỗ cỏ của bác này nó cũng cao lắm rồi, thôi để mấy hôm nữa bác gọi người bán đi nhá. Vâng. Để cháu làm cho nó rộng. Thế cháu đi vào cho lấy đồ cho bác đi, lấy cái thủng ra đây bác hộ. Vâng. Nhá. Thủng với dao với cưa nhá. Vâng. Ôi, con cẩn thận vừa chân nhá. Bên này nữa, bên này nữa. Vâng. Rồi, bác thay chiều này. Nếu hàng ra đây giữ được cửa cọc này ra đây cho bác. Đây, chồng ở chỗ này cho bác. Rồi. Tối hai đứa ngủ có bị muỗi đốt không? Có. Thế à? Để tối bác kiểm tra lại cái màn. Vâng. Thôi hai đứa về nấu cơm đi cũng được. Để bác tự làm đi. Vâng. Lên tí các cháu nấu cơm ăn nhá. Thế cháu cứ về nấu đi. Con không kéo được đâu, để bác kéo cho.
Không ngã con. Cứ để đây cho bác đi, bác kéo cho. Chuyển bếp ở đây rồi à? Hai đứa giỏi thế nhỉ? Bê được những viên gạch này vào đây là nặng đấy. Đây cháu đang làm gì đây? Nấu canh à? Thôi để bác làm cho, cháu đi tắm đi. Tắm xong rồi à? Dạ. Đây để bác cho mặc áo cho.
thôi cháu ạ. Tôi dọn cơm ăn cơm luôn. Vâng. Lấy bát nhé. Bát đũa đi. Ôi bà, bát của con đi. Rồi. Để mời bác ăn cơm, chị mời em ăn cơm. Tôi mời bác ăn cơm. Ừ, chị ăn cơm. Ừ, các con ăn đi. Vâng. Vũ ơi, lấy bát đây thì chị thích ăn. Này, cho chị Hằng này. Vâng, xin ạ. Các con ăn đi. Vâng. Ăn đi con. Vâng. Của chị Hằng này. Bác ăn đi ạ. Ừ, các cháu ăn đi. Vâng. Ôi, đưa bác này, bác lấy thức ăn cho này. Con ăn đi. Bác ơi, tôi mưa rồi. Ồ, mưa này, mưa to thế nhỉ? Mưa này, tớ bác ngủ lấy chú cháu. Ừ, tớ mưa bác ngủ cùng chú cháu ở đây nhỉ? Ăn đi. Bác ơi, tôi đi dậy tới bác. Thôi không sợ đâu, để tí nữa ăn cơm xong rồi bác ngủ cùng cho đỡ sợ nhé. Đi ăn cơm đi.